Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của chúng ta. Và video hôm nay, Lip sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về một cái sự kiện mới của Liên Quân, đó là sự kiện nạp quân huy, nhập thêm nhiều quân huy mỗi ngày. Chi tiết của sự kiện này là bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 20 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9. Các bạn chỉ cần nạp quân huy, thì sau khi nạp xong các bạn sẽ nhận được một cái thẻ đổi quân huy. Các bạn lấy cái thẻ này và các bạn đem đi quy đổi thành một cái rương quân huy. Và các bạn mở rương nó ra, các bạn sẽ nhận được một số lượng quân huy. Thì trong sự kiện này có tất cả là 5 loại rương, đó là rương đồng, rương bạc, rương vàng, rương bạch kim và rương kim cương. Và đây cũng là lần đầu tiên mà mình thấy Liên Quân Việt Nam có một cái sự kiện rất là hay như vậy. Các bạn nạp quân huy thì các bạn sẽ được khuyến mãi theo quân huy. Thì mình nghĩ nó rất là lợi cho các bạn, nên các bạn nên tham gia cái sự kiện này. Và bây giờ mình sẽ nạp một cái số lượng quân huy để mình test cái sự kiện này cho các bạn xem. Cái phần này thì mình sẽ che bớt đi vì đây là một cái vấn đề riêng tư, không thể cho các bạn nhìn thấy được. Và mình đã mua xong được cái mã thẻ, bây giờ mình sẽ copy nó và dán vào cái mục nạp thẻ bên nạp thẻ trong game. Thì mình nếu mình tính không lầm thì nếu mình nạp 200k thì mình sẽ được 425 quân huy và được khuyến mãi thêm khoảng 140 quân huy. Như vậy là mình rất là lời luôn. Rồi và bây giờ mình sẽ đi vào bên trong game. Thì phần này mình sẽ lược bỏ mất cái mục vào trong game để các bạn đỡ mất nhiều thời gian. Sau khi vào bên trong game thì chúng ta sẽ đi vào cái mục phần sự kiện để mình đổi lấy cái các cái thẻ của mình. Và đúng rồi, và đây nó ở trên cùng luôn, nạp quân huy, nhận quân huy. Các bạn vào cái mục này và các bạn nhận tất cả các cái thẻ quân huy mà các bạn có được. Thì mỗi cái lần mà các bạn nạp đạt mốc thì các bạn sẽ nhận được 7 cái thẻ đồng, bạc, vàng, bạch kim và kim cương. Thì sau khi chúng ta đã đổi xong, mình đổi được 2 thẻ. Các bạn nạp càng nhiều thì các bạn sẽ nhận được nhiều thẻ hơn và như vậy các bạn sẽ nhận thêm được nhiều quân huy hơn. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái mục và mình sẽ tìm tới một cái mục là đổi cái thẻ quà quân huy này. Và các bạn lưu ý rằng mỗi ngày thì các bạn chỉ có thể đổi được một lần duy nhất. Như vậy, suốt từ ngày 20 tháng 9 cho tới ngày 30 tháng 9 các bạn có 10 ngày để đổi thẻ. Chúng ta sẽ làm thử một cái phép toán đơn giản. Nếu các bạn nạp tất cả số lượng quân huy là 2000 thì các bạn sẽ nhận được tất cả 5 cái thẻ đổi quân huy này. Thì mỗi ngày các bạn sẽ thu về cho mình là khoảng 73 đến 75 quân huy. Và cứ tính như vậy, 7 ngày nhân lên thì các bạn sẽ nhận được hơn 500 quân huy. Như vậy là các bạn đã lời được tới 1/4 số lượng quân huy các bạn nạp vào. Mình không hiểu sao là dạo gần đây thì Rana rất là hào phóng với các bạn game thủ. Từ việc bán cái skin Aeron với cái giá bèo bọt là 35 quân huy tới việc vẽ bùa bằng SS trong phục mặt Cabini thần tượng âm nhạc vẽ như là cho vậy, và tặng cái bộ trang phục là Alistair thiên niên hắc ám ở cái đăng nhập tháng. Và ngày hôm nay thì lại tặng quân huy cho các bạn nạp quân huy nữa. Vậy là chúng ta sẽ không thể nào mà nói Garena hút máu được nữa, đúng không ạ? Chúng ta phải nói là Garena rất là tốt bụng với anh em chúng ta. Và mình sẽ vào bên trong cái túi quà của mình để mình mở cái quân huy này, mình nhập quân huy. Xong xuôi thì mình sẽ ra để mình mua luôn cái trang phục và Aeron Diệt Nguyệt Tiên Phong. Thì ngày hôm nay là ngày khuyến mãi của trang phục và Aeron Diệt Nguyệt Tiên Phong này.
thì giá của nó là 429 Wuhi, nhưng mà ngày hôm nay nó khuyến mãi nên là chỉ còn 35 Wuhi thôi. Các bạn hãy nhanh chóng mua nha. Và có lẽ là video clip ngày hôm nay của Lead TV đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay, ý nghĩa chỉ biết được nhiều cho các bạn, thì các bạn đừng quên để lại một like, một bình luận góp ý bên dưới và đừng quên nhấn đăng ký kênh để những thông báo tiếp theo của Lead TV. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có một ngày mới tập và làm việc thật hiệu quả. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn. Yeah.